Này này cũng cũng chưa tới tối lắm nha, tối nửa nó mới sáng nữa mà, này vẫn còn hơi sáng nè. Nhưng mà mình khá là xa ha bạn ha, nhưng mà nó không không có xa lắm, bạn cứ được cỡ mét đổ lại, nếu mà xa hơn thì nó xong đủ nó sáng nha. Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh review hình của mình nha. Thì tập này mình tiếp tục mình sẽ review những cái món đồ chơi. Chúng ta sẽ có cái món đồ khá là hay và ho mà. Chính là cái đèn pin. Công dụng là gì đây thì mời cả nhà với mình cùng review nha. Đèn pin này là công dụng là để xem những bức tranh, những bức ảnh, nhưng mà ở đây sáng quá xem được nha. Lát mình sẽ review cho bạn xem coi như thế nào nha. Ok các bạn, đây là cái con được chơi mình giới thiệu các bạn nè. Này bây giờ tại sao mình cho các bạn xem trước, tại vì lát mình sẽ chiếu cho bạn xem trong cái bóng tối hay thiếu sáng xíu thì nó mới rõ được nha. Đây là cái đồ chơi mà nít các bạn thì phải, cái này phải dùng pin nha, mình phải có pin mà nha, nên là pin phải gỡ đây các bạn. Pin như mình sẽ mở đây, à có pin luôn nè, nó bị sẵn luôn nha. Thì cái này mình sẽ dùng gì, mình sẽ chiếu vô đây các bạn, bỏ đây nè, mình sẽ bỏ vô đây rồi mình sẽ chiếu nha. Giờ mình sẽ mở lên mà thấy không. Không, nó nhiều hình dáng mà nè, không hình hình con gì đó này, phải càng tối mới càng đỏ mà nha. Đó, hình giấy cam nè, hình táo nè, thấy không. Đó, các bạn càng cao lên nó càng sáng mới sẽ mờ nha, thì càng tối mới rõ bạn nha. Nè thì sẽ rõ cái gì. Cái này dùng pin này, giống pin 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 3A hoặc là cái pin nhỏ nhỏ của nó đó. Hình dứa nè bạn, nó dễ thương nha. Thì các bạn muốn dùng các bạn gỡ ra đổi vô, nó một cái miếng này chắc được 2 4 6 8 hình, ba cục là 24 hình đó bạn, gắn như nè, gắn như đây bạn nha. Nó mình đổi nó ra hình hình các cái chú bác sĩ nè, y tá này nọ, không nhiều không. Đổi thêm tiếp nữa, gắn vô đây, gắn vô đơn giản mà nha, gắn vô đây nè. Thấy không, mình sẽ bị chiếu thôi. Thấy không, đó hình khác nữa rất dễ thương ha. Ok nha, anh nhìn đánh giá khá sáng tạo mà. Về độ bền thì không biết là bền không, mà nhìn cái vẻ này hơi nó mỏng manh quá bạn. Ok, đây là cái bóng đêm bạn, nó mình sẽ mở thử cho bạn xem nè. Đó, coi xa thấy không, này cỡ 1 mét các bạn, 1m2 2m luôn đó nè, thấy không, nó cũng sáng ha, nhưng mà độ sáng nó không có nhiều các bạn. Đó thấy không, này là ban đêm, là ban đêm á, nhưng mà nó cũng không có sáng nhiều ha. Càng tối nó càng sáng nha. Này cũng cũng chưa tới tối lắm nha, tối nữa nó mới sáng nữa bạn, này vẫn còn hơi sáng nè. Nhưng mà mình khá là xa ha các bạn ha, nhưng mà nó không không có xa lắm, bạn cứ được cỡ 1 mét đổ lại, nếu mà xa hơn thì nó xong đủ nó sáng nha. Ha, không đủ nó sáng đổ 1 mét đổ lại, xa hơn không đủ nó sáng, nó hơi hơi dở đó bạn. Nhưng mà cũng được nha, đồ để tiền các bạn nha. Càng xa càng mờ quá. Cái này mình cho bạn xem các bạn, nếu mà cái này mà nhấn xa thì nó sẽ không được đẹp nha, tại vì nó sẽ hơi bị mờ, tại cái mà độ sáng của này nó không có mạnh mà cái độ sáng của cái đèn pin thông thường nha, nó sẽ hạn chế đó, chứ là chất lượng nhựa hơi bị không chắc chắn, tức là mình sợ rớt mình gần đi luôn. Chứ còn về sáng tạo rất là hay, mà sáng tạo là muốn còn độ bền với cái độ sai không có được ok lắm, nhưng mà đánh giá này khoảng 8 điểm thôi nha. Đây là 8 điểm thôi, cũng đáng thử nha, good nha, chơi trẻ em chơi mà, đâu có gì phải xịn sò lắm ha.